Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đến với chương trình thời sự hôm nay thứ hai, ngày 2 tháng 12 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Như thường lệ, sau đây là những nội dung chính sẽ có trong chương trình. Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp xúc cử tri tại một số địa phương trong tỉnh. Hiệu quả từ truy xuất nguồn gốc nông sản. Ngân hàng Chính sách Xã hội thị xã Mỹ Hào tích cực triển khai cho vay nhà ở xã hội. Cách phòng bệnh trong ngày rét. Xảy ra vụ đuối nước thương tâm tại phường Phan Đình Phùng, thị xã Mỹ Hào, khiến hai cháu bé tử vong. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh gồm các ông bà Đỗ Tiến Sĩ, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Đoàn Thị Thanh Mai, Ủy viên Ban thường trực Ủy ban Kinh tế Quốc hội, Vũ Thị Nguyệt, Bệnh viện Sản Nhi Hưng Yên đã có buổi tiếp xúc cử tri thành phố Hưng Yên. Cùng dự buổi tiếp xúc cử tri có các ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phạm Thị Tuyến, trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Tạ Hồng Quảng, Bí thư Thành ủy Hưng Yên và Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Duy Hưng. Tại buổi tiếp xúc, đại diện đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã thông báo với cử tri thành phố Hưng Yên về tình hình phát triển kinh tế xã hội của đất nước và kết quả của kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa 14. Theo đó, tại kỳ họp, Quốc hội đã thông qua 11 luật, 17 nghị quyết và cho ý kiến về 10 dự án luật khác, tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn, xem xét quyết định các vấn đề kinh tế xã hội, ngân sách nhà nước, nhân sự cùng một số vấn đề quan trọng khác. Sau khi nghe đại diện đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh trình bày về nội dung chương trình kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa 14, cử tri trên địa bàn thành phố Hưng Yên bày tỏ sự đồng tình phấn khởi trước những kết quả đạt được về phát triển kinh tế xã hội của đất nước và thành công của kỳ họp. Cũng tại buổi tiếp xúc cử tri, ông Đỗ Tiến Sĩ, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã thông tin rõ hơn về một số vấn đề như luật lao động sửa đổi đã quy định cụ thể về tuổi nghỉ hưu với nam là 62 tuổi, nữ 60 tuổi. Nội dung quy định mới về luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật cán bộ công chức và luật viên chức, nghị quyết về khoanh nợ tiền thuế, xóa nợ tiền phạt chậm nộp đối với người nộp thuế không còn khả năng nộp ngân sách nhà nước. Nghị quyết phê chuẩn Hiệp ước bổ sung Hiệp ước Hoạch định Biên giới Quốc gia năm 1985 và Hiệp ước bổ sung năm 2005. Nghị định thư phân giới cắm mốc biên giới trên đất liền giữa Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và Vương quốc Campuchia. Năm 2019, mặc dù gặp nhiều khó khăn nhưng dưới sự điều hành của chính phủ, nền kinh tế của đất nước vẫn giữ vững và tăng trưởng. Đối với tỉnh Hưng Yên, năm 2019 cũng là năm thắng lợi toàn diện, tiếp tục là một trong 16 tỉnh thành của cả nước tự cân đối thu chi. Hiện 100% số xã của Hưng Yên được công nhận nông thôn mới, phấn đấu đến năm 2020 có được 10 xã nông thôn mới kiểu mẫu. Đến nay tỉnh đã hoàn thành cơ bản các chỉ tiêu của nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2015-2020. Cũng trong ngày hôm nay, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh gồm Thượng tướng Lê Quý Vương, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an và bà Nguyễn Thị Phúc, Phó Hiệu trưởng Trường Trung học Phổ thông Nghĩa Dân, huyện Kim Động, đã có buổi tiếp xúc với cử tri huyện Tiên Lữ và Khoái Châu. Cùng dự buổi tiếp xúc cử tri có ông Nguyễn Văn Phóng, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, ông Đặng Ngọc Quỳnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, bà Phạm Thị Tuyến, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh. Tại buổi tiếp xúc, đại diện đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh thông tin về kết quả làm việc của kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa 14 và một số hoạt động của đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh. Cử tri huyện Tiên Lữ kiến nghị hiện nay nông dân đang gặp khó khăn về nguồn phân bón, thuốc bảo vệ thực vật trong sản xuất nông nghiệp, vấn đề nạo vét kênh mương, bơm nước tưới tiêu phục vụ sản xuất còn nhiều bất cập, tình trạng một số tuyến đường giao thông quan trọng xuống cấp gây khó khăn cho đi lại và tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông. Vấn đề thu hút các doanh nghiệp vào địa bàn tạo thêm việc làm cho người lao động, tình trạng một số bãi rác đã đầy nhưng chưa được vận chuyển đi xử lý. Cử tri huyện Khoái Châu kiến nghị một số vấn đề về cơ chế chính sách như đẩy mạnh thực hiện đề án hỗ trợ người có công về nhà ở, tăng chế tài xử phạt đối với các thanh niên vi phạm luật nghĩa vụ quân sự, xử lý nghiêm tình trạng xả rác gây ô nhiễm môi trường. Người dân mong muốn các cơ quan chuyên môn hỗ trợ bà con trong việc tìm kiếm thị trường, kết nối với các doanh nghiệp trong việc bao tiêu nông sản, tránh tình trạng được mùa mất giá. Tiếp xúc cử tri tại huyện Tiên Lữ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Phóng đã thông báo tới các cử tri khái quát tình hình phát triển kinh tế xã hội của tỉnh năm 2019, đồng thời giải trình và làm rõ một số kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền giải quyết của tỉnh.
Thay mặt đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Thượng tướng Lê Quý Vương giải trình làm rõ một số vấn đề cử tri hai huyện Tiên Lữ và Khoái Châu quan tâm, đồng thời trân trọng tiếp thu những ý kiến của cử tri để tổng hợp báo cáo Quốc hội và các cơ quan có thẩm quyền giải quyết. Tiếp xúc với cử tri tại thị xã Mỹ Hào và huyện Yên Mỹ có ông Phạm Đình Toản, Phó chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, ông Trần Văn Quý, Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh. Cùng sự có ông Đỗ Xuân Sàng, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, ông Bùi Thế Cử, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Tại buổi tiếp xúc, cử tri thị xã Mỹ Hào và huyện Yên Mỹ kiến nghị nhiều vấn đề đã gây bức xúc và ảnh hưởng đến đời sống của người dân. Trong đó, cử tri các xã Hưng Long, Xuân Dục, Ngọc Lâm và phường Minh Đức phản ánh về sông Bắc Hưng Hải đang bị ô nhiễm nghiêm trọng, ảnh hưởng đến nguồn nước cung cấp cho sản xuất nông nghiệp. Tình trạng đổ trộm rác, đốt rác tại bãi rác tập trung gần khu dân cư gây ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân. Cử tri cũng kiến nghị về việc đền bù giá đất khi triển khai các dự án còn thấp, chưa có sự hỗ trợ cụ thể cho người dân tại các vùng có đất dự án, tình trạng đất bỏ hoang hóa gây lãng phí. Cử tri huyện Yên Mỹ phản ánh tình trạng ô nhiễm hệ thống sông, kênh tại xã Đồng Than gây ảnh hưởng đến sức khỏe và sản xuất nông nghiệp của người dân. Đề nghị tỉnh, huyện hỗ trợ nâng cấp nghĩa trang liệt sĩ đã xuống cấp tại xã Đồng Than, nâng cấp cầu máng kênh Đông tại xã Hoàn Long, vấn đề khó khăn trong giải phóng mặt bằng tại xã Lưu Xá, nâng cấp quốc lộ 39, đoạn từ cầu vượt phố nối đến cầu Lược Điền. Thay mặt đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, ông Trần Văn Quý, Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, cảm ơn những ý kiến đóng góp tâm huyết thẳng thắn của các cử tri ở các xã phường, thị xã Mỹ Hào và huyện Yên Mỹ, đồng thời giải trình một số ý kiến mà cử tri quan tâm thuộc thẩm quyền và hứa sẽ tiếp thu để tổng hợp báo cáo Quốc hội và các cơ quan có thẩm quyền giải quyết. Mời quý vị và các bạn theo dõi tiếp chương trình thời sự. Năm nay được dự báo nguy cơ thiếu hụt nguồn nước đổ ải vụ xuân 2020. Vì vậy, công ty khai thác công trình thủy lợi tỉnh đã chủ động kế hoạch nạo vét và tu sửa máy móc chuẩn bị cho công tác đổ ải. Theo đó, công ty đã triển khai tu bổ nạo vét đông xuân năm 2019-2020 bằng nguồn thủy lợi phí với tổng khối lượng nạo vét trên 90.000 mét khối. Trong đó, tập trung vào nạo vét kênh diễn, kênh tiêu và nạo vét kênh tưới. Bên cạnh đó, bằng nguồn kinh phí từ Quỹ phòng chống thiên tai của tỉnh đã đầu tư 2,7 tỷ đồng để tu sửa khẩn cấp 21 công trình, trong đó có nhiều công trình phục vụ lấy nước đổ ải. Theo dự báo của các cơ quan chức năng, do ảnh hưởng của tình trạng thiếu hụt lượng mưa, dòng chảy, dung tích trữ hiện tại của các hồ chứa thủy điện ở thượng nguồn hệ thống sông Hồng đang thấp hơn khoảng 50% so với các năm gần đây. Do đó, dòng chảy bổ sung trong các đợt điều tiết nước phục vụ gieo cấy lúa đông xuân 2019-2020 khả năng chỉ duy trì ở mức thấp. Vì vậy, ngay từ bây giờ, các đơn vị địa phương phải đẩy nhanh tiến độ nạo vét, tu sửa máy móc và có các giải pháp lấy nước khi mực nước thấp để đảm bảo tiến độ sản xuất. Trong chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên phát sóng ngày 23 tháng 11, có phản ánh về tình trạng người dân thôn Linh Đạo, xã Tân Phúc, huyện Ân Thi đào lấy trộm đất mặt ruộng chuyên trở về nhà. Ngay sau đó, chính quyền địa phương đã có những biện pháp kiên quyết để khắc phục và ngăn chặn không để tái diễn tình trạng trên. Hiện diện tích mặt ruộng bị người dân lấy trộm đất đã được cày ải lại. Những đống đất cao được vun lại trước đó cũng đã được người dân san hoàn trả lại mặt bằng. Xã Tân Phúc đã nhắc nhở và xử lý các cá nhân có liên quan đến việc lấy trộm đất. Sau khi nhóm phóng viên thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên phản ánh, đến nay địa phương không ghi nhận thêm bất kỳ trường hợp nào vi phạm. Hiện nay lực lượng công an xã đã được tăng cường bám sát các thôn, nhất là các vùng đất ruộng đã được cày ải để kịp thời phát hiện và kiên quyết xử lý nếu có trường hợp cố tình vi phạm. Chúng tôi cam kết thực hiện nghiêm theo quy định của pháp luật, không để những cái trường hợp như đài mới báo phản ánh trước nữa. Nhiều năm gần đây, trồng rau vụ đông luôn được nông dân huyện Yên Mỹ xác định là một trong những vụ sản xuất chính mang lại hiệu quả kinh tế cao. Đến thời điểm hiện tại, nông dân huyện Yên Mỹ đã trồng được hơn 700 ha rau vụ đông, tập trung nhiều ở các xã như Hoàn Long, Yên Phú. Ngoài các hộ dân sản xuất nhỏ lẻ, tại các địa phương cũng phát triển mô hình trồng rau an toàn, tiêu biểu như Hợp tác xã Nông nghiệp Yên Phú, xã Yên Phú, Hợp tác xã Rau sạch Trường Phú, xã Hoàn Long. Theo người dân, do thời tiết thuận lợi, cây rau sinh trưởng tốt, sản lượng cao nên giá các loại rau có giảm nhẹ.
Cụ thể, cải ngồng, cải chip, cải bắp có giá từ 3 đến 4.000 đồng một kg. Các loại rau gia vị có giá từ 8 đến 10.000 đồng. Hành củ 20.000 đồng một kg. Trừ chi phí sản xuất, các hộ vẫn thu lãi từ 7 triệu đến 10 triệu đồng một sào. Thưa quý vị và các bạn, cùng với sản xuất theo mô hình Việt Gáp, thì việc ngành nông nghiệp xây dựng trang website hi.check.net.vn và đăng ký tem truy xuất nguồn gốc các loại nông sản bảo đảm an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh đã tiếp tục góp phần nâng cao trách nhiệm của người sản xuất và giá trị kinh tế trên từng loại nông sản. Trước đây, các chủ vườn cam trồng theo mô hình Việt Gáp ở xã Đồng Thanh, huyện Kim Động chỉ quan tâm đến các quy trình để sản phẩm có chất lượng, mẫu mã đẹp. Đây cũng là những tiêu chí cần thiết để sản phẩm bán được giá. Tuy nhiên, từ khi ngành nông nghiệp xây dựng trang web hi.check.net.vn và đề nghị các chủ vườn đăng ký để được dùng tem truy xuất nguồn gốc tháng 7 năm 2019, vụ cam này, Hợp tác xã Rau quả và Dịch vụ Thương mại xã Đồng Thanh bắt đầu chú ý hơn tới tâm lý khách hàng, muốn biết nguồn gốc sản phẩm của mình được sản xuất như thế nào, địa điểm ở đâu. Lãnh đạo Hợp tác xã cho biết, qua bán ở phiên chợ cam tại Ecobark huyện Văn Giang hay một số siêu thị tại Hà Nội, một quả cam, quả bưởi nếu có tem truy xuất nguồn gốc sẽ dễ tiêu thụ và được giá hơn. Truy xuất nguồn gốc hướng dẫn bà con nông dân sản xuất đúng theo quy trình Việt Gáp, tuân thủ thời gian cách ly thuốc bảo vệ thực vật và chăm bón phân hữu cơ rồi là đúng quy trình, cho nên là cái cam Đồng Thanh nó có chất lượng cao thì cũng được sự tin tưởng của khách hàng. Không chỉ có cây ăn quả, các mô hình nuôi cá lồng tại sông Hồng cũng rất chú trọng tới việc đăng ký sản phẩm, địa chỉ và tem truy xuất nguồn gốc cho sản phẩm. Đa số họ đều ý thức được rằng các sản phẩm do mình làm ra nếu có địa chỉ rõ ràng, có ngày tháng hình thành sản phẩm từ con giống đến khi thành phẩm lại được các ngành chức năng chứng nhận thì dễ tiêu thụ và giá thành cao hơn. Khi được vào cái mã truy xuất nguồn gốc ấy, thì cái nhận thức của chúng tôi là xác định là sản phẩm của chúng tôi là bảo vệ sức khỏe cho toàn bộ nhân dân, thì là những người nuôi cá là phải là chăn nuôi là đảm bảo theo tiêu chuẩn Việt Gáp. Đến nay, trang web hi.check.net.vn đã có 150 mô hình là các loại nông sản của tỉnh được giới thiệu lên trang. Tuy nhiên, hiện chỉ có 15 mô hình đăng ký tem truy xuất nguồn gốc sản phẩm với ngành nông nghiệp. Tập huấn nâng cao được cái ý thức của từ cái người sản xuất, anh cũng phải có một cái nhìn nhận cũng như phải có một cái kỹ thuật và mục đích sử dụng sản xuất của hàng nông sản của mình sản xuất ra thì cũng phải đảm bảo được an toàn cho người tiêu dùng. Và từ đó thì chúng tôi cũng tổ chức rất nhiều các cái lớp tập huấn cũng như là triển khai đến tận các cái cơ sở sản xuất để cho người sản xuất cũng có một cái ý thức, đồng thời là phải chấp hành tất cả các cái quy trình kỹ thuật để đảm bảo về an toàn. Được biết, trong kỳ họp Hội đồng Nhân dân tỉnh tới đây, ngành nông nghiệp sẽ trình đề án duy trì hệ thống thông tin điện tử hi.check.net.vn nhằm phục vụ cho việc truy xuất nguồn gốc các sản phẩm nông sản, thủy sản, đảm bảo an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh. Hy vọng khi đề án được thông qua sẽ là cú hích để các loại nông sản của Hưng Yên không chỉ nâng giá trị mà còn có chỗ đứng vững chắc tại thị trường trong và ngoài nước. Bên cạnh đó, còn nâng cao trách nhiệm và lương tâm người làm ra các nông sản, thủy sản. Đáp ứng nhu cầu của người dân, đặc biệt là số lượng lớn công nhân ngoại tỉnh trên địa bàn, Ngân hàng Chính sách Xã hội thị xã Mỹ Hào đã tích cực giải ngân chương trình cho vay nhà ở xã hội, giúp cho người dân ổn định cuộc sống. Chương trình cho vay nhà ở xã hội có lãi suất thấp, chỉ 4,8% năm, thủ tục nhanh gọn, khách hàng có thể vay đến 80% giá trị hợp đồng, thời gian vay tối thiểu là 16 năm, tối đa là khoảng 25 năm. Chính điều này đã thu hút rất nhiều người tham gia chương trình. Tính đến hết tháng 11, tổng dư nợ cho vay của chương trình là trên 11 tỷ đồng với 31 hộ vay, tập trung chủ yếu ở phường Bần Yên Nhân. Với sự gia tăng dân số cư học, đồng thời lượng công nhân,
dân nhập cư từ các tỉnh đến làm việc tại các khu công nghiệp ngày càng đông, thì chương trình cho vay nhà ở xã hội của Ngân hàng Chính sách thị xã Mỹ Hào đã phát huy hiệu quả, giúp người dân an cư, lạc nghiệp. Nhằm ngăn chặn và đẩy lùi hoạt động tín dụng đen, vừa qua, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã triển khai đồng bộ các giải pháp giúp cho người dân tiếp cận nguồn vốn vay một cách nhanh chóng và thuận lợi. Với phương châm đẩy lùi tín dụng đen, Ngân hàng đã triển khai chính sách vay vốn với thời gian xét duyệt và giải ngân ngay trong ngày, thủ tục nhanh gọn, lãi suất tương đương với lãi suất thương mại, cho vay tín chấp không phải đảm bảo bằng tài sản, thời hạn vay có thể trả ngay hoặc đến 2 năm. Hạn mức mỗi món vay không quá 30 triệu đồng, phục vụ các mục đích tiêu dùng hợp pháp, cấp thiết của khách hàng cá nhân, hộ gia đình như chi phí học tập, khám chữa bệnh, mua đồ dùng, trang thiết bị gia đình. Nhiều khách hàng đã tin tưởng và tiếp cận nguồn vốn vay. Trước thì tôi vay ở ngoài thì là lãi suất nó cao hơn ở ngân hàng. Thì là tôi là vay ở trong ngân hàng thì lãi suất nó thấp. Cái thứ hai là vay thì vay sáng thì làm giấy, chiều thì lấy được ngay, nó nhanh. Ngân hàng này có cái gói vay nó gọn nhẹ như này thì vay thì nó cũng sử dụng và sắm sửa trong nhà. Lãi suất ấy thì hợp lý mà, nhưng không cao như bên ngoài. Bên ngoài nó gấp đôi, gấp ba. Từ tháng 1 đến hết tháng 10 năm 2019, Ngân hàng Agribank đã cho 630 khách hàng vay, doanh số cho vay gần 13 tỷ 800 triệu đồng. Hiện tại còn trên 370 khách hàng nợ lại với số tiền gần 7 tỷ 800 triệu đồng. Chúng tôi đã triển khai một cách là đồng bộ thông qua tất cả các kênh để làm sao mà người dân người ta hiểu được để mà người ta sử dụng cái dịch vụ này. Thế và cùng với cái việc tuyên truyền đó thì các cái tiện ích mới là chúng tôi đã đang triển khai. Một cái cụ thể mới nhất ở đây đó là cái tiện ích về cái việc là mở thẻ cho các cái cá nhân ở nông thôn. Thế và cái thẻ này nó có một cái đặc biệt là được cái thấu chi với một cái mức tiền nhất định. Tức là mặc dù dân không đến ngân hàng vay và cũng không phải làm thủ tục, nhưng vẫn có thể mang cái thẻ này đi sử dụng các cái dịch vụ đặc biệt như là dịch vụ khám chữa bệnh, dịch vụ chi trả tiền điện nước, thế rồi các cái dịch vụ khác để mà tiện lợi cho người dân. Hiện chính sách ưu đãi mà Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đang triển khai đã tạo điều kiện cho người dân có nhu cầu vay vốn tiêu dùng được tiếp cận nguồn vốn vay, hạn chế thấp nhất tình trạng phải vay tín dụng đen. Những ngày gần đây, thời tiết chuyển lạnh đột ngột khiến nhiều người phải nhập viện, đặc biệt do mắc các bệnh về đường hô hấp, tim mạch. Vì vậy, mọi người cần chú ý giữ ấm cơ thể, phòng chống rét cho bản thân và gia đình, nhất là người già và trẻ nhỏ. Sự thay đổi của thời tiết, nhiệt độ giảm đã tác động rất nhiều đến sức khỏe của con người, làm suy giảm sức chống đỡ, từ đó tạo cơ hội cho các bệnh, nhất là các bệnh hô hấp bùng phát. Người già, trẻ em, đặc biệt là những người có các bệnh lý hô hấp mãn tính như hen phế quản, viêm phổi tắc nghẽn mãn tính, giãn phế quản là những đối tượng hay bị tái phát dẫn đến viêm phổi, suy hô hấp. Muốn phòng tránh được các cái bệnh mùa giá rét, đặc biệt với trẻ em và người già, thì có một số phương pháp như sau: sinh hoạt cũng như là vui chơi hoặc là nghỉ ngơi phải trong điều kiện nhà đảm bảo ấm, đặc biệt là không lên ra ngoài đường khi không có việc cần thiết. Và đề phòng thứ hai nữa là khi ra ngoài phải ăn mặc áo đủ ấm, trong ăn uống phải đầy đủ các cái chất dinh dưỡng, đặc biệt là trẻ em phải lên đi tiêm phòng đầy đủ các loại vaccine, ví dụ như vaccine phế cầu khuẩn là phòng chống các bệnh về đường hô hấp, viêm tai, viêm mũi, viêm họng, viêm phổi do phế cầu, viêm màng não mủ do phế cầu, rồi viêm xoang, viêm amidan. Còn đối với những người lao động ngoài trời trong điều kiện thời tiết lạnh như hiện nay cũng cần lưu ý một số vấn đề để tránh bị nhiễm bệnh. Khi ra ngoài lao động ngoài trời, đặc biệt những người trong độ tuổi lao động phải cần vấn đề bảo hộ, ăn mặc phải ấm, bảo hộ vấn đề găng tay, mũ, quần áo phải đảm bảo tránh rét được. Thứ hai là ăn uống phải điều độ, các chất dinh dưỡng cũng như là vitamin, muối khoáng phải đảm bảo. Một trong những tiêu chí duy trì sức khỏe trong mùa đông và hạn chế nguy cơ chấn thương cho mọi người đó là cần chú ý đến an toàn về điện, thiết bị đun nước nóng, nhiệt độ an toàn trong phòng ngủ luôn đảm bảo ở mức 20 độ C trở lên.
Vào khoảng từ 5 đến 6 giờ sáng nay, trên tuyến đường nối hai cao tốc theo hướng từ thành phố Hưng Yên đi Hà Nội, Hải Phòng, đoạn thuộc địa phận xã Chính Nghĩa, huyện Kim Động, đã xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng, làm chết một người. Bước đầu xác định nạn nhân là Trần Tiến Trình, sinh năm 1960, ở xã Trung Nghĩa, thành phố Hưng Yên, bị xe ô tô đâm phải và kéo xa khoảng 200 mét làm biến dạng. Đối tượng gây tai nạn đã lái xe bỏ trốn khỏi hiện trường. Hiện vụ việc đang được cơ quan cảnh sát điều tra làm rõ và truy tìm tung tích của chiếc xe gây tai nạn. Ngày 30 tháng 11 tại tổ dân phố Kim Huy, phường Phan Đình Phùng, thị xã Mỹ Hào xảy ra vụ đuối nước thương tâm khiến hai cháu bé tử vong. Nạn nhân là cháu Nguyễn Thị Kim Anh 6 tuổi và cháu Trịnh Văn Dũng 4 tuổi là hai chị em họ cùng trú tại tổ dân phố Kim Huy, phường Phan Đình Phùng. Nguyên nhân vụ đuối nước được xác định là do hai cháu chơi trên bờ ao của gia đình, không may trượt chân ngã xuống ao. Khi gia đình phát hiện thì hai cháu đã tử vong do ngạt nước. Qua vụ việc trên là lời cảnh báo gia đình phải thường xuyên quan tâm đến trẻ nhỏ, tránh những tai nạn đáng tiếc. Quý vị và các bạn thân mến, từ đây chúng tôi xin kết thúc chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.